Hi there! Welcome back to our channel. Our lesson today is Unit A, Going Away. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của thầy An. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ tiếp tục bài 8 chủ đề Going Away, đi xa. Language Focus. Okay. Và bài học hôm nay của chúng ta sẽ tập trung về phần Language Focus. Be going to, will and want. Right? Be going to affirmative, negative and questions. Okay. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ tập trung về phần ngữ pháp gì? Cấu trúc be going to và will and want. Right? I can talk about future plans and intentions. Tôi có thể nói về những cái kế hoạch hay là những cái dự định trong tương lai. Alright? Okay. Now before we do the exercise, now let's review some vocabulary of our lesson today. Okay, trước khi chúng ta đi vào bài học thì chúng ta sẽ xem một số phần từ vựng của bài học ngày hôm nay nha. Now here we have plan, danh từ kế hoạch, intention, dự định, okay, prediction là tuyên đoán, prediction tuyên đoán, tablet là máy tính bảng, hay nó có nhiều nghĩa nhé. Viên thuốc hay là cái máy tính bảng, viên thuốc và một số nghĩa nữa. Ok, ta có torch, đèn pin, torch, đèn pin, tin là cái lều. Alright, cyclist là người đi xe đạp. Ta có động từ cycle là cưỡi xe đạp. Alright, have a barbecue là tổ chức tiệc nướng ngoài trời nha. Lottery là gì? Cuộc sổ số, a lottery ticket là tấm vé số. Win the lottery là trúng sổ số. Okay. Very good. Now let's go back our list. Now, exercise 1. Look at the text on page 98 again and complete the example. Then choose the correct words in rules 1, 2. Bây giờ chúng ta sẽ đọc lại cái đoạn văn ở trang 98. Và chúng ta sẽ hoàn tất cái ví dụ. Ok. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn từ đúng trong quy tắc 1 và 2. Chọn từ đúng trong quy tắc 1 và 2. Ok. Ok. Now. Number one. We travel by train. We going to. Right? We going to travel by train. Chúng ta dự định là sẽ đi du lịch bằng tàu. Alright. Number two. I'm not going away. Tôi sẽ không đi đâu. Alright. And number three. What are you going to do this summer? Bạn dự định sẽ làm gì vào mùa hè này? Alright. Okay. Number one. We're going to travel by train. Chúng tôi dự định là sẽ đi du lịch bằng tàu lửa. I'm not going away. Tôi sẽ không đi đâu. Number three, what are you going to do this summer? Bạn dự định sẽ làm gì vào mùa hè này? Okay. Rules. Quy tắc. Đây chúng ta gì? We will be going to talk about future plans and intentions. Chúng ta sử dụng cái cấu trúc be going to để nói về những cái kế hoạch, những cái dự định trong tương lai. Okay. Number two, we make question would be plus pronoun or noun plus going to plus verb. Và chúng ta sẽ thực hiện câu hỏi bằng cấu trúc gì? Bắt đầu bằng be. Okay. Tiếp theo đó sẽ là đại từ hoặc là danh từ. Tiếp theo nữa sẽ là going to. Tiếp theo nữa sẽ là động từ nguyên mẫu. Okay. Now. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem công thức cái cấu trúc be going to nha. Đây là cấu trúc của be going to. Các bạn lưu ý, chủ ngữ là I thì sẽ là I am. Chủ ngữ là I thì sẽ là I am. Chủ ngữ là she, he, it, a singular noun hoặc là danh từ số nhiều. Thì be ở đây sẽ được chia là is going to. Okay. Chủ ngữ là you, we, they, nouns. Plural nouns, chủ ngữ là you, we,
they hoặc là danh từ số nhiều thì be ở đây sẽ được chia là are going to. Ok, are going to. Các bạn nhớ nhé, chủ ngữ là I thì sẽ là I am. Chủ ngữ là she, he, it, now thì sẽ là is. Chủ ngữ là you, we, they, plural nouns thì sẽ là are. Ok, nó tương tự như thì simple present thì hiện tại đơn. Ok, nhưng mà cái này là to be, sau đó thì sẽ cộng với cái cụm going to. Ok, là cái công thức này. Cái công thức be going to là để nói về những cái sự kiện, những cái dự định trong tương lai. Ok, nói về những cái sự kiện hay là những cái dự định sẽ xảy ra trong tương lai. Và khi ở dạng câu hỏi, khi ở dạng phủ định thì chúng ta chỉ việc thêm not sau động từ to be. Khi ở dạng phủ định thì chúng ta chỉ việc thêm not sau to be. Và khi ở dạng câu hỏi thì chúng ta chỉ việc đưa cái be, cái động từ to be, am, er ra đầu câu rồi tới chủ ngữ hoặc là danh từ, sau đó sẽ là cái cụm going to. Tương tự như thì tương lai đó, tương tự như là thì hiện tại đơn. Alright, okay. Now, exercise to complete the sentences with the affirmative or negative form of be going to and the verbs in practice. Ở trong phần bài tập 2 thì chúng ta sẽ hoàn tất những câu sau với dạng khẳng định hoặc là phủ định của cấu trúc be going to và những cái động từ trong ngoặc. Ok. I'm going to see a film at the cinema. Tôi dự định là sẽ xem phim ở rạp chiếu phim. Ok. They aren't going to go to school tomorrow. Họ sẽ không đi đến trường vào ngày mai. Ok. Họ sẽ không đi đến trường vào ngày mai. Alright. Đó, chúng ta sẽ có hai cái ví dụ. Dấu tích thì chúng ta ghi ở dạng khẳng định. Còn dấu cross, dấu nhân đây thì chúng ta sẽ ghi ở dạng phủ định. Ok. Tương tự, chúng ta sẽ làm câu số 1 nè. You visit your grandparents tomorrow. You are going to visit your grandparents tomorrow, right? Bạn dự định sẽ thăm ông bà vào ngày mai. You are going to visit your grandparents tomorrow. Bạn dự định sẽ thăm ông bà vào ngày mai. Number 2. They travel by train. Ở đây là dấu cross. Như vậy chúng ta sẽ viết câu 2 ở dạng phủ định. They aren't going to travel by train. Họ sẽ không đi du lịch bằng tàu lửa hay là tàu hỏa. Ok. They aren't going to travel by train. Họ dự định sẽ không đi du lịch bằng tàu hỏa. Number 3. Lily buy a guidebook for Hanoi. Lily. Ở đây dấu tích. Câu số 3 là dấu tích cuối câu. Như vậy câu này chúng ta sẽ viết ở dạng khẳng định nha. Lily dự định là sẽ mua một quyển sách hướng dẫn về Hà Nội. So we can write here, Lily is going to. Okay, Lily is going to buy. Alright, Lily is going to buy a guidebook for Hà Nội. Lily dự định là sẽ mua một cuốn sách hướng dẫn về Hà Nội. Alright, number 4, I take my phone or my tablet. I take my phone or my tablet. Ở đây là dấu cross, dấu nhân. Như vậy chúng ta sẽ viết câu 4 ở dạng phủ định. I am not going to take my phone or tablet, right? I am not going to take my phone or my tablet. Ok, tôi dự định là sẽ không mang cái điện thoại của tôi hay là cái máy tính bảng của tôi. Tôi sẽ không lấy điện thoại của tôi hay là máy tính bảng của tôi. Alright. I'm not going to take my phone or my tablet. Ok. Tôi dự định là sẽ không lấy cái điện thoại của tôi hay là cái máy tính bảng của tôi. Alright. Number 5. We stay in a modern hotel. We have stick here. So we write number 5, affirmative sentences, right? Ở câu số 5, chúng ta thấy
cuối câu là dấu tích. Như vậy câu này chúng ta sẽ viết ở dạng khẳng định nhé. Chủ ngữ là we, động từ to be của mình ở đây sẽ là are, we are. Xong rồi tới cái cụm going to cộng với động từ dạng nguyên mẫu. Như vậy câu số 5 mình sẽ viết là we are going to stay in a modern hotel. We are going to stay in a modern hotel. Chúng tôi dự định là sẽ ở trong một khách sạn hiện đại. Okay. And number 6, Pavel study Vietnamese next year. À, cuối câu là dấu cross. Như vậy câu số 6 này chúng ta sẽ viết ở dạng phủ định. Chủ ngữ là Pavel. Chính là he, right? Như vậy động từ to be ở đây sẽ là he. Sau rồi, tiếp theo sẽ là going to và sau đó là sẽ là động từ ở dạng nguyên mẫu. Okay? Pavel is going to study Vietnamese next year. Pavel is going to study Vietnamese next year. Okay, Pavel dự định là sẽ câu này câu số 6 là dạng phủ định. Okay, tại vì nó là cuối câu là dấu chéo thì chúng ta sẽ viết câu này ở dạng phủ định nha. Isn't. Okay, isn't. Pavel isn't going to study Vietnamese next year. Pavel thì dự định là sẽ không học tiếng Việt vào năm tới. Okay. Very good. Now number 3, pronunciation. Question, stress and breathe. Listen and repeat the questions. Underline the stress words in each question. Okay. Ở trong bài tập số 3, phần phát âm. À, về trọng âm trong câu hỏi và nhịp điệu. Bây giờ chúng ta sẽ nghe và lặp lại câu hỏi. Sau đó thì chúng ta sẽ gạch dưới những cái từ được nhấn trọng âm trong mỗi câu hỏi. Okay. Unit 8. Language focus. Exercise 3. Where are you going to stay? 1. Are you going to buy a torch? 2. What are we going to see? 3. How is she going to travel? 4. Are we going to stay in a tent? Okay, so where are you going to stay? Okay, number 1. Are you going to buy a torch? Going to buy a torch. Bạn dự định sẽ mua một cái đèn pin chứ? Number 2. What are we going to see? What are we going to see? Okay. What are we going to see? Going to see. Okay. And number 3. How is she going to travel? Right? How is she going to travel? Okay. And number 4. Are we going to stay in a tent? Going to stay in a tent. Okay, stay in a tent. Okay, are we going to stay in a tent? Okay, where are you going to stay? Where are you going to stay? Bạn dự định sẽ ở đâu? Okay, number 1. Are you going to buy a torch? Bạn dự định sẽ mua một cái đèn pin chứ? Number 2. What are we going to see? Chúng ta sẽ xem gì? Okay. What are we going to see? Chúng ta sẽ xem gì? Number 3. How is she going to travel? Okay. Cô ấy sẽ đi du lịch bằng phương tiện gì? Number 4. Are we going to stay in a tent? Và chúng ta sẽ ở trong lều chứ? Okay. Now, very good. Và các bạn hãy lưu ý là chúng ta sẽ lặp lại câu hỏi. Repeat the question when you listen. Okay. Chúng ta hãy lưu ý là chúng ta nhớ lặp lại câu hỏi, đọc theo những cái câu hỏi này khi mà chúng ta nghe nhé. Alright, very good. Now let's move on exercise 4. Look at these samples and complete rules 1 to 4. Ở trong bài tập số 4 thì chúng ta sẽ nhìn vào những cái ví dụ và chúng ta sẽ hoàn tất những cái
quy định từ 1 đến 4. Những cái quy tắc từ 1 đến 4, chúng ta sẽ nhìn vào những cái ví dụ và hoàn thành và hoàn tất quy tắc từ 1 số 4. Ok. Number 1, Lydia will feel tired but happy. Lydia thì sao? Lydia sẽ cảm thấy mệt nhưng vui. Number 2, it'll be hot and sunny. It'll be hot and sunny. Trời thì nóng và nắng. Number 3, I won't be very hungry. Mình sẽ không đói lắm. Ok, mình sẽ không đói lắm. Number 4, will there be many cyclists? Will there be many cyclists? Sẽ có nhiều người cưỡi xe đạp. Sẽ có nhiều người cưỡi xe đạp. Yes, there will. Đúng vậy. Có, sẽ có. No, there won't. No, there won't. No, không, không có. Ok. Number 5. What will the weather be like? What will the weather be like? Thời tiết thì sẽ như thế nào? Ok. Rồi, chúng ta sẽ nhìn vào cái quy tắc 1 đến 4. Ở đây, rules là quy tắc. Ok. Number 1. We use to make a family sentence about future predictions. The short form is will you will. Okay? Will you will. We use will to make a family sentence about future predictions. The short form is of. Okay, the short form is of. Okay? Number 2, we use will not for negative sentences. The short form is won't. The short form is won't. Number 3, in questions, we use will plus noun pronoun plus verb. Okay? Number 4, in short answer, we use yes or no plus pronoun plus will or won't. Okay? Như vậy, quy tắc. Chúng ta sẽ nhìn vào cái phần ví dụ. Chúng ta nhìn vào cái phần ví dụ. Ở trong bài tập số 4, chúng ta sẽ viết những quy tắc từ 1 đến 4. Chúng ta sẽ viết, chúng ta sẽ điền từ 1, chúng ta sẽ điền vào những quy tắc từ 1 đến 4 ở phía trên. Ok. Ở đây mình sẽ thấy là gì? Lydia will feel tired but happy. Lydia thì cảm thấy mệt. Lydia thì sẽ cảm thấy mệt nhưng mà vui. Ok. Như vậy ở đây mình sẽ có gì đây? We you will to make a family sentence about future predictions. Ok. Chúng ta sử dụng will để đưa ra những câu khẳng định về những dự đoán trong tương lai. Ok. Như vậy là gì? Chúng ta sử dụng will để đưa ra những câu khẳng định về những dự đoán trong tương lai. The short form is of. Ok. Các bạn để ý đây. Number 2. It'll be hot and sunny. Như vậy, it will be hot and sunny. Thì will ở đây chúng ta sẽ viết tắt là apostrophe double L. Dấu phẩy, dấu móc và hai chữ L. Ok. Dấu móc và hai chữ L là viết tắt của will. Alright. And number 3, I won't be very hungry. Tôi sẽ không đói lắm. Ok, như vậy won't ở đây sẽ được viết tắt là will not. Alright. Number 2, we you will not for negative sentences. The short form is won't. Và các bạn lưu ý, chúng ta sẽ sử dụng will not đối với những câu phủ định. Và hình thức rút gọn của đó, của will not chính là, hình thức rút gọn của will not chính là won't. Okay. And number 3, in questions, we you will plus noun or pronoun plus verb. Okay. Và trong câu hỏi thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng will. Tiếp theo sẽ là danh từ hoặc là đại từ. Tiếp theo sẽ là động từ. Okay. Như là ở câu số 4, will there be many cyclists? Will there be many cyclists? Okay. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng will. There,
Okay, noun or pronoun. Tiếp theo là động từ ở dạng nguyên mẫu. Okay, many cyclists. Okay. Trong câu hỏi thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng will cộng với noun hoặc là pronoun. Tiếp theo sẽ là động từ ở dạng nguyên mẫu. Noun là danh từ, pronoun là đại từ. Tiếp theo sẽ là verb động từ ở dạng nguyên mẫu nha. Number 4, in short answers, will you yes, no, plus pronoun, plus will, or want? Đối với dạng câu trả lời yes, no question, thì chúng ta sẽ sử dụng yes hoặc là no. Yes hoặc là no cộng với đại từ. Tiếp theo là sẽ là will hoặc là want. Yes thì sẽ là yes, pronoun, will. No thì sẽ là no, pronoun, want. Yes, I will hoặc là no, I won't. Ok, giống như là câu số 4, yes, there will, no, there won't. Ok, yes thì sẽ là will, no thì sẽ là won't. Ok, và đối với dạng WH question, đối với dạng câu hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi what, thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự là what, tiếp theo sẽ là will, tiếp theo sẽ là noun hoặc là pronoun, danh từ hoặc là đại từ. Tiếp theo sẽ là động từ dạng nguyên mẫu. Be ở đây sẽ được để dạng nguyên mẫu là be. Be like. Ok, thời tiết thì sẽ như thế nào? Alright. Như vậy là gì? Chúng ta sử dụng will để đưa ra những câu khẳng định. Chúng ta sử dụng will để đưa ra những câu khẳng định về những cái dự đoán trong tương lai. Chúng ta sử dụng will để đưa ra những câu khẳng định về những dự đoán trong tương lai. Ok, còn be going to, chúng ta sử dụng cấu trúc be going to để nói về những kế hoạch, những dự định trong tương lai. Chúng ta sử dụng be going to để nói về những kế hoạch, những dự định trong tương lai. Chúng ta sử dụng will để đưa ra những câu khẳng định về những dự đoán trong tương lai. Ok, ok, now let's see the structure. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cấu trúc lại một lần nữa ở dạng will, ok, will, want, nha. Rồi, cấu trúc của will, want, ta có chủ ngữ cộng với will, cộng với động từ ở dạng nguyên mẫu. Ở dạng phủ định thì sẽ là chủ ngữ cộng với will, cộng với not, will not, thì chúng ta sẽ viết là want, cộng với động từ ở dạng nguyên mẫu. Còn khi ở dạng câu hỏi thì chúng ta sẽ đưa will ra đầu câu, tiếp theo sẽ là chủ ngữ, tiếp theo sẽ là động từ. Và phần trả lời của dạng câu hỏi yes no question sẽ bắt đầu yes cộng với chủ ngữ cộng với will, no thì là chủ ngữ cộng với will not, chính là want. Ok, ok, very good. Các bạn lưu ý ha. Như vậy chúng ta chốt lại, chúng ta sử dụng cấu trúc be going to để nói về những cái sự kiện, những cái dự định sẽ xảy ra trong tương lai. Chúng ta sử dụng will để đưa ra những câu khẳng định về những dự đoán trong tương lai. Ok. Now number five, Nick and his family are going to move from London to Australia. Write questions and answers about his future. Nick và gia đình của cậu ấy dự định là sẽ di chuyển từ London đến nước Úc. Bây giờ chúng ta sẽ viết câu hỏi và những câu trả lời về những cái về tương lai của cậu ấy. Ok. Ở đây mình sẽ có Nick like Australia. Ok, và dấu hỏi question mark. Bây giờ chúng ta sẽ viết will. Chúng ta sẽ viết ở dạng câu hỏi bắt đầu will, tiếp theo sẽ là Nick chủ ngữ, động từ like ở dạng nguyên mẫu Australia. Ok, cuối câu này là có dấu tích, như vậy câu này chúng ta sẽ trả lời ở dưới dạng yes. Right, yes chủ ngữ sẽ là he will. Ok, will Nick like Australia? Yes he will. Nick sẽ thích nước Úc phải không? Yes he will. Vâng, anh ấy sẽ thích. Ok. Number one, Nick's family live in a big house. Gia đình của Nick thì sẽ sống trong một ngôi nhà lớn, phải không?
Ok, như vậy câu số 1 chúng ta sẽ viết dưới dạng câu hỏi. Dạng câu hỏi với từ will thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng will. Tiếp theo sẽ là chủ ngữ next family. Tiếp theo thì sẽ là động từ ở dạng nguyên mẫu live in a house. Alright. So, number one we can write here. Will Nick's family live in a big house? Ok, như vậy câu số 1 mình sẽ viết như sau. Ok, so number one, will Nick's family live in a big house? Gia đình của Nick sẽ sống trong một ngôi nhà lớn phải không? Chúng ta bắt đầu bằng will, tiếp theo là Nick's family là chủ ngữ, live ở dạng động từ nguyên mẫu, in a big house. Ok. Ở câu 1 chúng ta có dấu cross, như vậy ở đây là câu trả lời của chúng ta sẽ là no he won't. Không. Ok. Không anh ạ. À, không. Gia đình cậu ấy sẽ không sống trong một ngôi nhà lớn. Ok. Number 2 we had Nick make many new friends. Ở câu số 2 chúng ta sẽ đặt câu hỏi bắt đầu bằng will Nick. Right? Will. Tiếp theo sẽ là chủ ngữ Nick, động từ ở dạng nguyên mẫu. Như vậy câu số 2 chúng ta sẽ viết là will Nick make many new friends? Number 2, will Nick make many new friends? Nick sẽ kết nhiều bạn mới phải không? Ok, Nick sẽ kết nhiều bạn mới phải không? Ở đây câu số 2 chúng ta thấy có dấu tích nè. Như vậy câu số 2 này chúng ta sẽ viết ở dạng yes, khẳng định. Yes thì sẽ là he will. Yes he will. Ok, vâng, anh ấy sẽ. Ok. Number 4, we have be hot and summer in December. So we can make the question Will it be hot and sunny in December? Ok, chúng ta cũng viết tương tự. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng tương tự. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu hỏi thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng will. Tiếp theo sẽ là chủ ngữ is. Động từ ở đây sẽ là động từ to be. Ok. Will it be hot and sunny in December? Trời thì sẽ nắng và nóng vào tháng 12 phải không? Ở câu số 4, ta thấy có dấu tích, như vậy câu này chúng ta sẽ trả lời ở dạng khẳng định. Yes, it will. Ok, trời thì sẽ nóng và nắng vào tháng 12 phải không? Yes, it will. Tức là gì? Nó sẽ là như vậy đó. Ok. Now, number 3. Mình di chuyển bước lên đây nha. Number 1. Number 2. Okay, number 3. Bây giờ chúng ta sẽ làm câu number 3. Number 3 we have here. Number 3. Nick learn a new language. Nick thì học ngôn ngữ mới. Như vậy câu này chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ viết thành một câu hỏi bắt đầu bằng will. Will tiếp theo sẽ là chủ ngữ Nick, động từ learn ở dạng nguyên mẫu. Ok, so number 3, will Nick learn a new language? Will Nick learn a new language? Ok, number 3, will Nick learn a new language? Language. Ok, Nick sẽ học ngôn ngữ mới phải không? Ở đây chúng ta thấy câu số 3, cuối câu ta có dấu cross, như vậy câu này chúng ta sẽ trả lời ở dạng phủ định, no he won't. Không, anh ấy sẽ không. Anh ấy sẽ không, tức là anh ấy sẽ không học một ngôn ngữ mới. Ok. And number 4 here. Ok. Câu số 4 thì chúng ta lúc nãy đã làm rồi ha. Number 4. Now, number 5. Nick family have a barbecue on the beach in January. Gia đình của Nick thì sẽ tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở biển, sẽ tổ chức tiệc nướng ở biển vào tháng 1. Như vậy câu này chúng ta sẽ bắt đầu bằng, chúng ta sẽ viết thành một câu hỏi bắt đầu bằng will. Như vậy ở đây sẽ là will, sau đó chủ ngữ là Nick family và động từ nguyên mẫu của chúng ta sẽ là have
a barbecue, right? Okay, number five, will Nick's family have a barbecue on the beach? Gia đình của Nick sẽ tổ chức tiệc nướng ở biển. Ok, ở câu số 5 này chúng ta thấy có dấu tích như vậy. Câu số 5 này chúng ta sẽ viết dưới dạng khẳng định, câu trả lời ở dạng khẳng định sẽ là yes, thì sẽ là Nick family, gia đình của Nick. Như vậy, chủ ngữ ở đây, Nick family chúng ta sẽ thay thế bằng they. Ok, yes they will. Ờ, đúng vậy, họ sẽ. Ok, họ sẽ, tức là họ sẽ tổ chức tiệc nướng ở biển. Alright, and number 6, Nick families. And number 6, Nick's friends in London visit his next summer. Ở câu số 6 này chúng ta sẽ viết tương tự. Ok. Ở câu số 6 thì tương tự ha. Chúng ta sẽ viết câu hỏi bắt đầu bằng will. Tiếp theo sẽ là chủ ngữ Nick friends in London. Ok, in London. Tiếp theo sẽ là động từ visit ở dạng nguyên mẫu. Will Nick's friends in London visit him next summer? Những người bạn của Nick sẽ, những người bạn của Nick ở London sẽ ghé thăm cậu ấy vào mùa hè tới. Ở câu số 6 ta thấy có dấu cross như vậy. Câu trả lời ở câu số 6 sẽ là dạng phủ định. No, Nick's friends, những người bạn của Nick chính là they. No, they. No thì sẽ là won't. No, they won't. Không, họ sẽ không. Ok, những người bạn của Nick, những người bạn ở London của Nick, những người bạn ở London của Nick thì sẽ thăm cậu ấy vào mùa hè tới. No they won't. Không, họ sẽ không thăm Nick. Ok, easy right? Như vậy các bạn lưu ý nè, đối với dạng câu hỏi cho cấu trúc là will cộng với động từ nguyên mẫu. Đối với cấu trúc will cộng với động từ nguyên mẫu là cấu trúc đưa ra những câu khẳng định cho những cái dự đoán trong tương lai. Thì các bạn lưu ý, ở dạng câu hỏi thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng will, tiếp theo sẽ là chủ ngữ, tiếp theo sẽ là động từ dạng nguyên mẫu và tăng ngữ còn lại. Ok. Câu trả lời đối với dạng câu hỏi yes no thì sẽ như thế nào? Đối với yes ở dạng khẳng định thì sẽ là yes cộng với chủ ngữ cộng với will. Đối với dạng phủ định thì sẽ là no cộng với chủ ngữ cộng với won't. Ok, very easy, right? Ok, now number 6. Use it. Working pairs make 5 predictions about your partner's future. Say if you agree or not. Ok, ở trong bài tập số 6 thì phần này chúng ta sẽ làm việc theo cặp. Giờ chúng ta sẽ viết 5 cái tuyên đoán về tương lai của bạn em. Và hãy nói liệu là hãy nói liệu là bạn đồng ý hay là không nha. Ok, example, I think you will go university. Ví dụ như bạn nói là I think you'll go to university. Tôi nghĩ là bạn sẽ đi học đại học. Thì bạn B sẽ nói sao? No, I don't think I will. Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi không nghĩ là tôi sẽ đi học đại học. Ok. I don't think you'll write a book. Tôi không nghĩ là bạn sẽ viết sách. Thì bạn B sẽ nói như sao? I think I will. Tôi nghĩ là tôi sẽ. Ok. Tôi nghĩ là tôi sẽ. Alright. Bây giờ chúng ta viết tương tự ha. Ok. Ví dụ như là I think you will become famous. Tôi nghĩ là bạn sẽ nổi tiếng. Ok. I think you will live in another country. Tôi nghĩ là bạn sẽ sống ở một đất nước khác. I think you will travel around the world. Tôi nghĩ là bạn sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. I think you will go to the cinema this weekend. Tôi nghĩ là bạn sẽ đi xem phim vào cuối tuần này, etc. Ok, vân vân và vân vân nha. Nếu mà mình thấy cái, nếu mà bạn đồng ý thì bạn sẽ nói I think I will. Nếu mà bạn không đồng ý thì mình sẽ nói No, I don't think I will. Ok, I think I will. Tôi nghĩ là tôi sẽ. Ok,
Hoặc là nếu không đồng ý thì sẽ là no, I don't think I will. Okay, very good. Now, finished. Write descriptions about your future. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ viết những cái tuyên đoán về tương lai của bạn. Okay. Example. Okay, example. I'll become a teacher. I'll become a teacher. Tôi sẽ trở thành giáo viên. Or I'll earn lots of money. Hay là tôi sẽ kiếm nhiều tiền. Or I'll buy a house for my parents. Hay là tôi sẽ mua một ngôi nhà cho ba mẹ của tôi. Or I'll spend a week to travel with my friend. Okay, I'll spend a week to travel with my friends. Tôi sẽ dành khoảng một tuần. Tôi sẽ dành một tuần để đi du lịch cùng với những người bạn của tôi. Okay. Như vậy trong bài học ngày hôm nay của chúng ta, đó là về hai cấu trúc, đó là gì? Be going to và cấu trúc will. Okay. Be going to và cấu trúc là will. Okay. Như vậy chúng ta sử dụng, chúng ta chốt lại ha, chúng ta sử dụng cấu trúc be going to để nói về những kế hoạch, những cái dự định trong tương lai, nói về những cái kế hoạch, những cái dự định trong tương lai. Chúng ta sử dụng cấu trúc will để đưa ra những câu khẳng định về những dự đoán trong tương lai, để đưa ra những câu khẳng định về những dự đoán trong tương lai. Ok. Be going to là để nói về những kế hoạch, những dự định. Còn will sẽ là đưa ra những câu khẳng định về những dự đoán trong tương lai. Ok. Ok. Okay, we stop here. Okay, we stop here. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye.